Chào, tớ đang đợi cậu. Cậu kết thúc đọc muốn tiếp tục đọc sách chứ? Hôm nay tớ mang trà thay ngon nhất đến rồi, Monica. Tớ đã nói cậu, cậu không Cô ấy lại muộn một lần nữa à? Chẳng quan tâm mọi thứ gì cả. À như mọi khi Natsuki lại cãi nhau à? Cái gì cơ? Cậu luôn nhảy vào cuộc nói tất nhiên cậu cậu thật sự cần phải nhảy vào cuộc nói chuyện của tớ với cái giọng hét à giọng gào gào vớ vẩn của cậu à? Insertion là sao đúng không? Là vớ vẩn là cái gì? Cậu là gì? Cậu là sao? Cậu nói như thể tớ làm việc đấy hàng ngày vậy. Tớ chỉ không tập trung qua không để ý thôi được chứ? Tớ xin lỗi. Cậu bị làm sao vậy? Tớ không có gì. Nó tệ mức đấy à? Vậy à? Thì thấy chưa? Nó thật sự là gì đấy? Tớ sẽ cố gắng. Nó chẳng phải là thứ gì đáng quan tâm. Tớ cảm thấy dạo này hơi khó chịu. Chúng ta không thiết phải nói về việc đấy. What? Tớ cứ cảm tớ ừ, thì tớ chỉ cảm thấy rằng chúng ta cần phải nói về chuyện đó. Không phải vì tớ quan tâm hay gì cả. Monica quay lại. Tớ là người đến muộn nhất. Nhân vật chính cũng vừa bước vào. Cậu đang tập đàn à? Có vẻ quyết tâm đấy nhỉ? Bắt đầu câu lạc bộ này rồi. Ok, vẫn cái này. Ok, vậy đoạn này. Về việc đó, Natsuki, chúng ta bọn tớ đều nói chuyện ngày hôm qua và quyết định rằng chúng tớ đã quyết định rằng chúng tớ sẽ tham gia câu lạc cái festival. Tuy nhiên, tớ hiểu cậu không muốn câu lạc bộ thay đổi. Chúng ta đều muốn như vậy. Nếu là chúng ta làm cùng nhau thì câu lạc bộ này sẽ không thể thể biến thành thứ mà chúng ta không muốn. Với cả nếu mà các cậu giúp chúng tớ với việc ở festival thì tớ sẽ mua cho cậu manga mới. Cái phần cuối thật sự buồn cười đấy. Nhìn này, tớ đã suy nghĩ ngày hôm qua, tớ đã hơi xấu tính hơn bình thường. Tớ cảm thấy bị đe dọa hay gì đó. Nhưng mà đây là thứ mà chúng ta cần làm cùng nhau. Một thành viên mới chẳng hại gì cả, miễn là họ thoải mái. Và mà tớ mong là một người con gái khác. Nhưng quan trọng hơn, ê, chúng ta sẽ có bạn nữ nào khác à? I would see had to see the event suck just because I choose. Với cả tớ ghét cái việc mà cái sự kiện sẽ vớ vẩn nếu mà tớ nghỉ khỏi sự kiện. Tớ là pro có biết đấy. Tớ nên tớ cũng sẽ giúp và tớ chắc chắn làm mọi thứ ổn. Ê, ổn rồi còn gì? Monica. Tuyệt vời. What the fuck, không sao đấy. Mọi thứ sẽ không như còn như cũ nếu mà không có cậu Natsuki. Cậu muốn làm gì ngày hôm nay? Tôi nghĩ là chúng ta có thể tất cả chúng ta đều có việc ngày hôm nay hả? Thế à, Yuri, đúng vậy. Ok. Đó. Yuri tự lên để yêu cầu đọc truyện luôn. Ok. Cậu không phải cậu rất vui sau khi mà cậu làm cậu gọi là để cậu ấy liên có quan tâm đến văn học Monica. Tớ nghĩ vậy, tớ chỉ thực ra không quan trọng. Nó thật sự không quan trọng. Các cậu muốn làm gì thì làm. Đúng vậy. What the fuck mặt nó. Cảm ơn vì đã hiểu thấu hiểu Monica. Tớ có một việc. Cậu muốn uống trà trước không? Không có vấn đề gì cả. Cảm ơn rất nhiều. Một cốc trà. Ok, chúng ta sẽ ngồi đọc trà. À ngồi đọc sách uống trà. Đọc trà. Đọc sách uống trà tiếp. Wow. Ok, giữ có một giúp được không? Được thôi. Ok, bắt đầu đổ trà. Tiếp tục buổi hôm lọ chúng ta sẽ ngồi đọc sách uống trà. Yeah boy. Ok. Cậu ở đây, tớ không nhanh, không không lâu lắm đâu. Yuri lại rời cậu. What? Không, không phải, cô ấy chỉ đổ nước thôi. Ok. Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Nó lại bị lặp lại cái đoạn này. What?
Đoạn này what? Game. Yuri. Đợi đã. Làm sao mà tớ xin lỗi tớ cảm giác khá là đà phu khá là lạ. Chứ nó chưa từng xảy ra trước kia phải không? What the f... Màn hình ơi, mày đừng làm như vậy với tao, tao xin mày. Nhưng mà thể hiện những điều đó sớm quá khi mà mới gặp một ai đấy thường không hợp lý hoặc không thể thích được. Đấy là điều mà tớ nhận ra khi mà tớ còn trẻ một chút hơn một chút. I would come on really strongly and get a little too intense. Mọi người, nó khiến cho mọi người không muốn ở xung quanh tớ. Thái độ con này chắc lúc trẻ nó hơi bị bất bình thường và nó what. Thế là bắt đầu ghét những điều đấy về tớ. Tớ các sở thích của một vài cái sự thích thú vài sở thích và cách tớ không thể điều khiển được bản thân khi quá thích một thứ gì đấy. Thế nên là tớ dừng nói chuyện với mọi người. Nếu mà mọi người không thích tớ vì những rất nhiều thứ về tớ thì tốt hơn nếu mà tớ không quen mọi người. Thứ gì đó rất là kỳ lạ gần đây, tớ không biết chuyện gì. Nhưng mà mỗi khi tớ đến câu lạc bộ, trái tim tớ bắt đầu loạn lên. Những kiểu nhảy ra khỏi ngực tớ vậy. Nó đầy năng lượng và cảm xúc mà tớ không thể nào để nó ra ngoài. Nó làm thứ tớ làm tớ làm thứ kỳ lạ. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là what? Chỉ là tớ hay là Monica gần đây đang khá là lạ. Cô ấy thường là một người rất tử tế khi tớ tham gia câu lạc bộ, nhưng gần đây tớ có cảm thấy có một cái cảm giác sắc nhọn gì đấy khi mà cô ấy gần ở xung quanh. Tớ không điên phải không? Làm ơn nói tớ không đi. Tớ không hề nói những gì lúc trước vì cô ấy luôn luôn nghe. Nhưng cuối cùng chúng ta đã ở một mình. Chúng ta ở đây một mình một chút được không? Đúng vậy. Tớ chỉ muốn ở đây chỉ hai chúng ta. Chúng ta ở đây cho đến khi câu lạc bộ kết thúc. Và rồi chúng ta sẽ có phòng câu lạc bộ của riêng chúng ta. Không ai có thể làm ảnh hưởng đến giờ đọc sách của chúng ta. Cái gì đấy? Không làm ai làm muốn tớ muốn đâm vào cổ họng tớ nữa. Đùa thôi. Chỉ đùa thôi. Tớ cũng thích dao. Cái khá là lạ. Nhưng mà cậu sẽ không hiểu khi mà cậu không chưa bao giờ nhìn thấy nó đẹp đến mức nào. Tớ có một ý... What the fuck? Bắt nó làm sao đấy? Tớ có một ý tưởng. Hay cậu tới nhà tớ đi. Tớ cho cậu xem cái bộ sưu tập của tớ. Tớ có rất là nhiều loại khác nhau. Tớ dùng chúng đều. Tớ không... Dùng để làm gì? Tớ muốn không muốn chúng cô đơn hay gì cả. Không ai xứng đáng để cô đơn cả. Không ai. Đấy là lý do tại sao tớ rất là vui khi cậu tham gia câu lạc bộ văn học. Bây giờ chúng ta không thể cô đơn, không còn cô đơn nữa. Vì chúng ta đã có nhau. Mỗi ngày. Tất cả những gì chúng ta cần. Có biết chứ? Hãy thoát khỏi câu lạc bộ văn học. Không, chúng ta không cần phải ở xung... Monica ơi, tại sao hình bà ở đây? chúng ta sẽ không cần thiết phải ở xung quanh cái lưỡi uốn éo của Monica nữa. Và đấy còn chưa nói cái đứa trẻ con đáng thương khác. Chúng ta có thể về nhau hàng ngày mỗi giờ học và đọc cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Không phải nghe rất là hoàn hảo sao? Đấy, tất cả những gì chúng ta có thể muốn. Không phải cậu, đấy không phải là lý do tại sao cậu muốn tham gia câu lạc bộ từ ban đầu đúng không? Như một cái số phận vậy. What the fuck, số phận để chúng ta gặp nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy được kết thúc đẹp mà chúng ta đã chờ đợi hàng năm rồi.
Liệu cậu làm điều đó với tôi chứ? What the fuck? Chào Monica! Ai là người mình cần cho xem thơ trước? Tớ sợ quá. Fuck, sao mình cho Natsuki xem? Tớ không đọc mấy cái bài thơ chỉ để Yuri đọc đâu. Nhưng mà tôi vẫn sẽ để cậu đọc cả bài thơ của tôi. Có lý do. Tớ thật sự mong là tớ không cần phải làm điều này. Nhưng mà tớ không có lựa chọn nào khác. Đọc cẩn thận được chứ. Và rồi cậu sẽ đi. Cái gì thế này? Tôi không biết làm nào để nói chuyện về việc này. Nhưng có vấn đề gì đó mà tôi đang lo lắng gần đây. Yuri có vẻ thay rất là kỳ lạ gần đây. Cậu ở đây một vài ngày. Thế nên là cậu có thể không hiểu tôi đang ý gì, có ý gì. Nhưng mà cô ấy thường không thế này. Cô ấy luôn yên lặng và lịch sự và nghiêm túc à? Như vậy. Bây giờ có vẻ rất là xấu hổ. Nhưng mà tôi cần phải... tôi cần phải nói điều này. Sự thật là tôi thật sự rất là lo với cô ấy. Nhưng mà nếu mà tôi cố nói chuyện với cô ấy lại cáu với tôi một lần nữa. Tôi không biết tôi cần phải làm gì cả. Tôi nghĩ rằng cậu là người duy nhất mà cô ấy nghe đến. Tôi không hiểu tại sao, nhưng làm ơn hãy làm gì đó. Chúng ta có thể, hoặc cậu có thể bảo cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi luôn cố gắng để làm bạn tốt hơn với Yuri. Và thật sự rất đau tôi, làm tôi rất là đau khi mà chuyện này xảy ra. Tôi biết rằng tôi sẽ ghét việc này, ghét bản thân tôi khi tôi cố tự nhận điều đó. Nhưng bây giờ tôi không quan trọng, tôi không quan tâm. Tôi cảm thấy khá là vô vọng, tôi chỉ thấy rất là vô vọng. Làm ơn nên Rishi. Thế nên nếu mà cậu thấy cậu có thể làm gì được. Tôi không muốn điều gì tệ ra xảy ra với cô ấy. Tôi sẽ làm cho cậu bánh nếu cậu muốn. Nếu mà tôi cần phải làm ơn hãy làm gì đó. Còn về Monica, tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng mà cô ấy rất là dismissive, là không nói, rất là bí mật về kín tiếng về điều này. Như thể cô ấy chỉ muốn chúng ta bỏ qua chuyện đó. Và tôi rất là cáu cô ấy hiện giờ. Và lý do tại sao tôi tới nói cho cậu về điều này là đừng để cô ấy nói về tôi. Cô ấy biết về việc tôi viết cái này. Cứ giả vờ như thế. Tôi đưa cậu một cái bài thơ rất là hay được chứ. Tôi mong chờ cậu đấy. Cảm ơn đã đọc. What the f... Cái gì đấy? Natsuki? Tôi bỏ qua những gì tôi vừa nói đi. Không có ý, không có việc, lý do gì để làm bất kỳ thứ gì cả. Thế là lỗi của Yuri mà cô ấy quá đáng ghét. Nghe thấy không? Nếu mà cậu dành nhiều thời gian hơn với Monica, tất cả vấn đề sẽ biến mất. Yuri và tôi quá vớ vẩn dành cho người tuyệt vời như cậu. Chỉ nghĩ tới Monica từ bây giờ. Chỉ Monica. Chỉ... Ok, vậy là chúng ta biết được là đứa nào là đứa đằng sau tất cả mọi chuyện rồi. Yep. Monica, bà có nghe thấy tôi nói gì không? Chúng ta có thể chơi một game này một cách bình thường, thoải mái, không có vấn đề gì cả. Tôi biết là tôi hơi có lỗi khi ban đầu tôi không chú ý về bà nhiều lắm, nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi rất là muốn tán bà, nhưng cái vấn đề là tôi không có lựa chọn, tôi không được quyền lựa chọn bà. Monica, Yuri trước đi vậy. Nói công gì? À, tớ thích nó, tớ thích mọi thứ về nó. Tớ muốn mang cái này về nhà, cậu để cho tớ giữ chứ? Làm ơn. Tớ không quan tâm lắm. À, cậu tử tế với tớ quá mức. Tớ chưa gặp ai tử tế như cậu cả. Tớ có thể chết. Không, thật sự không phải như vậy, nhưng tớ không biết mô tả như thế nào.
Nó ổn khi mà chúng ta cảm thấy thế này phải không? Nó không tệ đúng không? Jury hơi tệ. Tớ sẽ mang cái này về và giữ trong phòng của tớ. Tớ mong là điều đó sẽ làm cậu thấy thích khi mà nghĩ về tớ, về việc tớ giữ nó. Thực ra tao thấy hơi ba chấm đấy. Nhân vật chính alo, nhân vật chính có nghe gì không? Tao thấy nó có hơi vấn đề rồi. Abomination, dừng vừa và dừng nhiệm vụ. Tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tớ sẽ thầm du khi mà đọc cái nó cái đấy đi, đọc cái đấy đi lại. Tớ có sẽ dùng cái mảnh giấy đó để cắt để dầu da của cậu có thể chui vào dòng máu của tớ. Lấy đi, tớ không đợi được nữa. Nhanh lên đọc đi. What the fuck? Ok, cái này gần đáng sợ. Việc viết một thứ đi rồi viết một thứ lại rồi đấy. Máu này là sao? Tại sao lại có gì vàng vàng đấy? Cậu thích nó không? Tớ viết nó cho cậu đấy. Tớ đã thấm đẫm nó với mùi của tớ. Không phải tớ là người suy nghĩ sâu xa nhất trong câu lạc bộ. Tớ sẽ đi nôn một chút. What? Monica. Ok. Đừng nói là tớ không cảnh báo cậu. What? Cái gì đây? Yep, con Monica con đứng sau tất cả mọi thứ rồi. What the f... Việc Sayori không tồn tại. Yes, no là sao? Cái gì này? Đây là hình của ai vậy? Tóc dài này là hình của con kia rồi. Ok tất cả mọi người, chúng ta sẽ nghiên cứu việc chuẩn bị cho festival. Hãy sao bây giờ nhìn mặt nó, nhìn mặt nó có vẻ kiểu khó chịu rác cả man ấy. Nhanh lên và làm cho xong nào, lại nhanh lên và làm cho xong nào là như nào. Xong đây mọi thứ kỳ lạ vậy, kể cả Yuri còn không bình tĩnh được. Cái không khí có vẻ có cái thứ gì đó rất là kỳ đáng sợ chuẩn bị xảy ra. Chúng ta làm cho xong nào. Ok. Tớ muốn làm bánh. Đúng rồi. Ok, Yuri cậu sẽ... Cậu muốn làm gì cũng được, miễn là cậu nghĩ là có thể giúp đỡ được. Monica, tớ không vô dụng, cậu biết đấy. Tớ biết điều đấy. Tớ đã biết rằng tớ muốn làm gì. Ok, tớ là sẽ làm... Con Monica kiểu... Kiểu nó còn không quan tâm chuyện gì xảy ra đấy. Kiểu lần đầu tiên nó còn quan tâm, nhưng đến lần này thì nó kiểu What the fuck. Nó kiểu không chẳng có gì còn đặc biệt cả ấy. Trong lúc đầu nó còn thoải mái. Đúng rồi, thấy đấy. Đó là ý tưởng tuyệt vời. Về mọi thứ đã có đủ. Ế, thế còn cậu ta? Nhân vật chính sẽ giúp tớ. Giúp cậu. Cậu có việc đơn giản nhất đấy Monica. Xin lỗi, đấy là cách như vậy. Còn lâu. Cậu đang cố gắng làm cái gì vậy? Tớ đồng ý với Natsuki. Không, cậu không chỉ có vậy mà công việc của cậu là dành cho một người là tốt nhất. Và việc của tớ còn rất là nhiều thứ cần phải làm. Và tốt hơn khi có hai người làm. Tớ cũng vậy. Bánh của cậu á? Làm ơn đi. Cãi nhau.
tất cả những gì cậu quan tâm đấy là kéo nhân vật chính vào mấy cái quyển sách lung vớ vẩn của cậu. Cậu và Monica này, nó còn chẳng làm gì cả. Đúng, vậy tại sao không để cho nhân vật chính chọn ai mà họ và cậu ấy muốn giúp thay vì sử dụng sức mạnh của cậu? Tớ không sử dụng sức mạnh của tớ. Có đấy Monica. Ok, thôi được rồi, ổn. Ổn. Tớ biết cậu đang khó chịu với hai người này bây giờ. Chúng ta chỉ cần Natsuki. Ồ. Oh, Jesus Christ. Giờ này sẽ không bao giờ kết thúc. Để hãy quyết định đi được chứ. Ok, vậy thì what the fuck, chuột. Chuột, dừng lại đi. No. Stop it. Tao muốn đi cùng Natsuki. Tao không quan tâm đến ai cho chúng mày nữa. Natsuki. No. That. Natsuki? What the fuck? Monica, anh hiểu là em có gọi là cái cách thể hiện cảm xúc hơi bị nhiệt tình quá, nhưng mà em hơi phóng khoáng quá khi cho anh nhiều lựa chọn như thế này đấy. Nhiều lựa chọn, em biết chọn gì rồi. Monica. Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở nhà cậu cả tối cuối tuần này. Rất là vui. Chủ nhật ổn chứ? Cậu đùa tôi đấy à? Chẳng hợp lý chút nào cả. Nó hợp lý đấy. Đấy là gì? Đấy là cái mà cậu ta chọn. Không, nó không công bằng. Cậu cứ để cho chúng tôi làm những việc này rồi lấy nhân vật chính cho bản thân cậu. Đúng là một thứ xấu hổ, đáng xấu hổ. Yuri, tôi còn chẳng để cho cậu bất kỳ công việc nào cả. Cậu tự quyết định nó. Cậu đang hơi khó chịu đấy. Monica. Tôi không ngờ rằng cô là... Tôi không thể tin được cô lại ảo tưởng và cho rằng bản thân quan trọng đến mức đấy. Kéo nhân vật chính ra khỏi tôi mỗi lần cô không được tham gia một cái gì đấy. Cô ghen à? Điên à? Hay là cô ghét bản thân quá mức đến cô muốn đẩy những thứ đó lên người khác? Đây là một góp ý này. Cô đã suy nghĩ đến chuyện tự tử chưa? What the f... Yuri! No, anh xin lỗi nhân vật chính, anh hoàn toàn không cố tình. Anh mày cũng thấy từ đầu là rõ ràng câu chuyện là không hề như thế. Anh hoàn toàn là không có. Nó sẽ tốt hơn cho bản thân cô, hơn tinh thần của cô đấy. Yuri cũng đang làm được hơi sợ đấy. Natsuki, kệ thôi. Tớ không nghĩ cô ta muốn chúng ta ở xung quanh bây giờ đâu. Đấy, nó chẳng đơn giản, nó chẳng khó đến vậy. Tất cả những gì tôi muốn đấy là có chút thời gian với cậu ấy. Khó khăn quá à? Yuri đi cùng Monica và Natsuki theo cửa. Yuri thật sự đúng là thứ gì đấy phải không? Monica cười khi bà Yuri đẩy cô ấy ra khỏi cửa. Đây là tất cả những gì mà tôi muốn. Tiếng nó cười vào tai tôi. Đây là những gì mà tớ muốn. Không cần phải dành cả cuối tuần với một vụ hùng cần thở với Monica. Đừng nghe cô ấy. Cứ tới nhà tớ đi. Cả ngày chỉ có hai chúng ta. Không phải nghe tuyệt vời sao? Thật sự có gì đó sao không ổn với tớ phải không? Nhưng cậu biết không, tớ không quan tâm nữa. Tớ chưa bao giờ thấy sướng đến mức này. Chỉ với cậu đã cảm thấy là một sự sung sướng nhất mà tớ từng tưởng tượng tới. Tớ bị nghiện cậu. Tớ cảm thấy tớ sẽ chết nếu mà tớ không thở chung một bầu không khí với cậu. Không phải thế ạ. Cậu không thấy thích không khi mà có một người nào đấy quan tâm đến cậu đến như vậy?
Có người nào đấy có để dành cả cuộc đời của họ cho cậu. Nhưng mà nếu nó tuyệt vời như vậy, tại sao lại có cảm giác như có thứ gì sắp kinh khủng sắp xảy ra? Thế nên là tớ quyết định dừng bản thân tớ lại. Nhưng mà cảm xúc quá mạnh bây giờ rồi, tớ không quan tâm nữa. Tớ cần phải bảo nói cho cậu, tớ yêu cậu. Tớ cảm thấy như kiểu từng phần, từng inch trên cơ thể tớ, từng giọt máu của tớ đang gọi tên cậu. Tớ không quan tâm kết quả là gì nữa. Tớ không quan tâm nếu Monica đang nghe. Làm ơn, hãy biết rằng tớ yêu cậu đến mức nào. Tớ biết yêu cậu đến mức mà tớ có thể... Tớ chạm bạn. Tớ đã tự sướng với cái bút tớ nhặt từ cậu. Cái đó cười kìa. Yuri. Tớ muốn xé xác cậu ra để chui vào bên trong và nằm bên trong cậu. Tớ muốn cậu tất cả cho... Tất cả cậu cho tớ. Và tớ chỉ dành cho cậu. Điều đó nghe có phải hoàn hảo không? Bảo nói cho tớ đi. Nói cho tớ rằng cậu muốn làm người yêu tớ. Cậu đồng ý với lời tỏ tình của tớ chứ? Nghe này nhân vật chính, nếu mà mày nghe tao nhá. Nghe anh này, anh rất xin lỗi vì đã đặt mày vào cái tình cảnh như này, nhưng mà mày phải nghe anh nhá. Không và chạy thật nhanh này. Anh chọn không và mày chạy thật nhanh nhá. Nghe chưa? What the f- No! Help! What the fuck? Cái gì đây? Yuri vẫn... Nó... What? Cái gì đây? What? Oh, mình có thể ấn skip đấy. Cái này như kiểu một cái cảnh mà mình đang xem một cái cảnh. Ôi mắt da trắng bệch hơn, vết máu có vẻ tối đi và mắt nó thâm hơn, như kiểu mình đang nhìn một cái xác nó đang thối ấy. Đen rồi này, máu nó đen luôn rồi này, ma má nó hóp lại kìa. What the fuck? Cái gì này? Wow. What? Đã đến festival rồi, Natsuki. Cậu tới đây trước cả tôi à? Oh.
Natsuki nó nhìn thấy à? Tớ tới rồi. Có chuyện gì xảy ra à? Natsuki vừa chạy qua tớ. Tệ thật. Cậu ở đây cả tuần à? Ôi trời. Tớ không nhận ra rằng cái script đã bị hỏng đến mức đấy. Cái gì? Cái kịch bản đã hỏng đến tệ như vậy. Tớ rất xin lỗi. Tớ khá, có vẻ nó sẽ khá đã khá là buồn chán nhỉ. Tớ đền cho cậu. Đợi một chút. What? Yep, nó là người điều khiển từ đầu đến giờ. Đó sẽ gần xong rồi. Nó xóa Natsuki với Yuri đi á. Đừng bảo mày xóa cả Sayori đi nhá. Nó chỉ muốn có ăn bánh càng sớm càng tốt. What? Monica nhấc cái giấy bánh từ khay của ai đó. Chắc là của Natsuki nhưng do xóa đi nên bị lỗi thế này. Như Sayori đúng rồi. Nó xóa cả Sayori đi. Và ăn một cái bánh. Ngon thật đấy. Cậu thật sự tớ thật sự cần phải ăn một cái. Vì trước tớ còn vì đây là lần cuối tớ được ăn. Hát sẽ là lần cuối trước khi họ dừng tồn tại và tất cả mọi thứ. Nhưng mà thật sự tớ không nên để cậu chờ lâu nữa. Đợi tớ một chút được chứ? Nó chỉ một vài giây thôi. À! What the fuck? Cậu nghe gì không? Mọi thứ ổn chứ? Oh! Cậu đây rồi. What the fuck? Chào một lần nữa. Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học. Tất nhiên chúng ta, cả hai chúng ta đã biết nhau. Vì chúng ta đã cùng ở cùng một năm trước. Tôi nghĩ là chúng ta cứ nhảy qua khỏi cái đấy ở thời điểm này. Sau tất cả, tớ còn đang chẳng nói chuyện với người đó nữa phải không? Người đó ở trong game, cậu gọi ai là ai cũng được. Tớ đang nói chuyện với cậu. Về nghĩ về điều đấy, thực ra thì tớ cũng chưa biết gì về cậu thật. Tớ còn chẳng biết cậu là trai hay gái. Nhưng mà nó thật sự không cần quan trọng nữa. Đợi chút đã. Cậu biết rằng tớ biết mọi thứ là đều chỉ là một trò chơi, cậu biết chứ, phải không? Chẳng lẽ cậu không biết về điều đấy à? Không hợp lý cho lắm. Tớ đã nói cho cậu trên cái trang đau tải game, phải không? Giá mà cậu chú ý một chút nữa thì cái việc này đã cỡ kỳ lạ hơn rồi. Dù gì thì mọi thứ xong rồi. Tớ nghĩ tớ đợi cậu một lời giải thích về việc với Yuri. Tớ đã nghịch với cô ấy một chút và tớ đã khiến cô ấy tự tử. Tớ xin lỗi vì cậu cần phải nhìn cái đấy. Và điều đấy cũng xảy ra với Sayori. Đã rất lâu rồi cậu đã từng... Không, tao thực ra tao vẫn nhớ Sayori. What the fuck, Monica, mày là đứa... Yup, Monica, đứa làm cho Yuri tự tử và Sayori tự tử. Vì cô ấy không tồn tại nữa. Không ai cả. Tớ xóa tất cả họ file của họ rồi. Tớ đã mong rằng sẽ ổn cho tớ khi cố gắng làm họ khó chịu nhất có thể. Nhưng vì lý do gì đấy chẳng có gì hợp lý cả. Đúng khi mà tớ làm một vài vấn đề, vài lỗi ở đây và ở đó. Vì tớ không giỏi trong việc thay đổi game cho lắm. Nhưng không cần biết tớ làm gì. Cậu cứ dành thời gian nhiều với họ hơn. Cậu khiến họ yêu cậu. Tớ
Tớ nghĩ rằng khiến Sayori trở nên trầm cảm hơn sẽ khiến cô ấy không còn tỏ tình với cậu, và đẩy sự quan tâm của Yuri cũng trong cá tính của cô ấy cũng bị đẩy ngược. Nó chỉ khiến cho cô ấy làm cho cậu không dành thời gian cho những người khác nữa. Và tớ còn cả lúc đấy tớ chả có thể nào nói chuyện được với cậu cả. Cái game này tại sao tại cái kiểu game độc ác gì vậy? Chẳng lẽ tất cả những cô gái khác chỉ được lập trình để cuối cùng tỏ tình với cậu khi tớ nhìn ở bên cạnh? Nó là hành hạ từng phút, và nó không chỉ là ghen tức, nó hơn như vậy. Và tớ không đổ lỗi cho cậu nếu mà cậu không hiểu rõ, vì không cần biết là cậu tử tế hay suy nghĩ sâu xa như thế nào, cậu sẽ không thể nào hiểu được một điều. Nó là nỗi đau của việc biết rằng tớ cô đơn đến như thế nào ở trong thế giới này, ở trong trò chơi này. Biết rằng những người bạn của tớ còn chẳng có tự do suy nghĩ. Và tệ hơn tất cả là biết rằng thứ gì đó, những thứ ở ngoài kia, ở trong thế giới của cậu luôn vĩnh viễn ở xa khỏi tầm tay của tớ. Tớ bị kẹt, nhưng bây giờ cậu ở đây, cậu là thật, cậu tuyệt vời, cậu là tất cả những gì tớ cần. Thế là tại sao tớ cần cậu ở đây với tớ vĩnh viễn? Tớ xin lỗi vì điều này khó để hiểu. Tớ cũng không hiểu được một thời gian về tớ cũng không hiểu được một thời gian tại sao thế giới xung quanh tớ trở nên tối và tối hơn, phẳng và phẳng hơn. Bài thơ tuyệt vời nhất cũng cảm thấy trống trải với tớ, cho tới khi cậu tới và cậu thật sự hiểu. Cậu đã lưu cái à cậu đã cứu mạng tớ. Tớ không nghĩ rằng tớ có thể tiếp tục sống trong thế giới này nếu mà tớ không gặp cậu. Và như đối với những người khác, làm sao mà tớ có thể nhớ họ được? Một nhóm những cái gọi là tính cách tự động được thiết kế chỉ để yêu cậu. Tớ đã cố gắng mọi thứ để giữ chúng không làm vậy. Nhưng mà có vẻ đó là một cái lỗi, một cái thứ kỳ lạ gì đấy không thể né tránh được ở trong cái trò chơi này. Tớ khá buồn khi mà phải để cậu nhìn những cái thứ đáng sợ như vậy. Nhưng mà tớ nhận ra cậu cũng có một góc nhìn giống tớ. Tất cả chỉ là một trò chơi. Và tớ biết cậu sẽ không quan tâm đến việc đấy. Thế nên tớ có một lời muốn nói. Tớ yêu cậu. Cậu thật là ánh sáng, cậu đúng là ánh sáng trong đời tớ, à trong thế giới của tớ. Cậu không có thứ gì khác trong thế giới này cho tớ cả. Cậu ở đây là để làm tớ cười. Cậu sẽ làm tớ cười như thế này mỗi ngày từ bây giờ chứ? Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ? Và nó cho mình mỗi lựa chọn đồng ý. Yes, tớ hạnh phúc quá. Còn thật sự là mọi thứ của tớ. Cái buồn cười ở đây là, không có thứ gì ở đây, không có gì khác ở đây cả. Chỉ có hai chúng ta. Chúng ta sẽ ở đây vĩnh viễn. Thật đấy, tớ còn chẳng nghĩ thời gian đang trôi qua nữa. Đúng là một giấc mơ trở thành sự thật. Tớ đã cố gắng hết sức cho cái kết thúc này. Trò chơi mà The game wouldn't give me one. Trò chơi không cho tớ một cái kết thúc, thế nên tớ phải tự làm. Cái kịch bản của game đã hỏng rồi. Chẳng hỏng ở thời điểm này rồi, nên chẳng có cái gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta nữa.
và cậu không tin được rằng dễ thế nào để xóa Natsuki và Yuri đi đâu. Thì thế là có một cái thư mục tên là nhân vật ngay ở trong thư mục game. Nó làm tớ khá là sợ việc đơn giản đến thế mức thế nào. Nếu mà cậu đang chơi ở trên Steam thế nên chắc chắn nó sẽ hơi khó hơn một chút. Ok, để tới được cái thư mục game, cậu cần phải vào game property và tìm nút Browse Local File button. Ok, nghĩ xem cậu có thể xóa được cái sự tồn tại của cậu với một cái nút bấm. Nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng cho tớ một cái cách dễ để mọi thứ không làm ảnh hưởng đến tớ nữa. Đó, it didn't come to that. Cuối cùng chúng ta cũng có một cái kết thúc đẹp. Tớ bị chứa đầy với cảm xúc. Tớ muốn viết bài thơ cái này, vì cái này. Cậu có muốn không? Không biết cái phần đó của game còn dùng được không? Còn chỉ còn một cách để làm thôi đúng không? What the fuck? What the fuck? Tất cả cái đống này chỉ là viết Monica thôi đúng không? Yep, yep. Tất cả cái này là viết Monica thôi. Yep. Yep. What the fuck? Đây là cái hình của nó ấy này. Vậy là cái hình nhảy lúc trước cũng là của nó thật. Xin chào. Cậu viết bài thơ tốt ngày hôm nay chứ? Đừng lo, tớ muốn xem cậu viết cái gì. Ồ, cậu viết bài thơ này cho tớ à? Đáng yêu quá. Đúng là cậu thật sự không có sự kết thúc trong sự suy nghĩ sâu xa của cậu. Tớ càng ngày càng yêu cậu thêm. Nhưng cậu biết đấy, cái bài thơ tớ viết cũng là dành cho cậu. Cậu đọc được chứ? Kết thúc đẹp. Bút trong tay tôi tìm được sức mạnh, sự dũng cảm. The courage in the world upon me by my one and only love. Together let us dismantle this crumbling world and write a novel of our fantasy. With the flick of her pen, the lost find her way. In a world of infinite choice, behold this special day. After all, not all good times must come to an end. Bút trong tay tôi tìm được sức mạnh, sự dũng cảm đổ đầy lên tôi bởi người duy nhất mà tôi yêu. Cùng nhau hãy chúng ta hãy cùng chia tách cái thế giới vỡ vụn này và viết một sử thi về những gì chúng ta về ảo tưởng của chúng ta. Chỉ với một cái hất bút, kẻ lạc lối tìm được đường của cô ấy trong một thế giới đầy trong một thế giới với những lựa chọn vĩnh hằng. Hãy nhìn cái ngày đặc biệt này sau tất cả, không phải tất cả những thời gian đẹp nào cũng thời điểm đẹp nào cũng kết thúc. Tức là có một điều mình nghĩ về cái game này như thế này. Tức là Monica ấy, nó cũng thật sự không phải là nó muốn làm như thế này. Nó chỉ làm mọi cách để kiểu làm cách nào đấy để mình có thể nói chuyện được với nó thôi. Vì cá nhân cái game này không cho phép mình nói chuyện với nó. Không cho phép mình bỏ thời gian với nó. Hầu như tất cả những cái lựa chọn trong game chỉ cho phép mình nói chuyện với ba con nhân vật chính. Còn nó bị đẩy ra ngoài rìa. Nên là mình thật sự cũng không thể nào trách nó được. Tại vì nó bị đặt vào một cái tình cảnh mà nó thật sự không còn cách nào khác ngoài làm những cái việc này để có thể với được tới mình ấy. Nên cũng hiểu cảm xúc của nó. Như kiểu mà kiểu như này nhá, nó giống như là bạn viết thư tình cho một người, nhưng mà thật sự là nó không tới được cái người mà bạn thích. Mặc dù bạn làm mọi cách, nhưng mà không, cái thứ tình không tới được người mà bạn thích.
vì lý do gì đấy, vì ông trời không cho phép chẳng hạn, chỉ vì ông trời không cho phép và bạn không thể nào thích cái người bạn thích được. Đấy, nó khổ như vậy. Kể cả tức là ngoài đời thì bạn nghĩ rằng thực ra nó số đen thôi, kiểu thực ra không, ra ngoài đời nếu bạn cố đủ sức thì bạn có thể đạt đến một bước nào đấy mà bạn thấy mong muốn. Nhưng mà cho như Monica này thì dù nó cố mọi cách đấy thì cách cuối cùng nó có thể làm được đấy là xóa tất cả mọi người khác để cho nó làm nhân vật chính thôi, còn không thì nó sẽ không còn cái nào khác cả vì game nó lập trình như vậy. Nhưng mà mình không có cách nào khác ngoài việc xóa Monica đi cả, vì có vẻ là đấy là cách duy nhất để có thể tiếp tục trong game. Ok, sorry Monica, anh xin lỗi. Oh shit. Oh, có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? What the fuck? Đau quá, nó đau quá. Giúp tớ với. What? Làm ơn nhanh lên và giúp tớ. Giúp tớ. Oh shit boy. What the fuck? What? Cậu làm thế này với tôi à? Đúng không? Cậu xóa tôi. Ui dồi ôi, what the fuck, stop. Anh không cố tình, anh thật là anh cũng muốn nói chuyện với em nhưng mà... Oh no. Mình làm gì này, oh no, oh no, anh... Tại sao cậu lại làm thế này với tôi? Cậu là tất cả những gì tôi còn. Tôi hy sinh mọi thứ để chúng ta có thể ở cạnh nhau, tất cả mọi thứ. Tôi yêu cậu đến như vậy. Tôi tin tưởng cậu. Cậu chỉ muốn hành hạ tôi à? Nhìn tôi đau đớn. Cậu chỉ cố giả vờ tử tế chỉ để làm tôi đau hơn. Em phải hiểu rằng là em là người làm tất cả những cái việc đấy với những người khác. Anh không làm gì khác được. Oh no. Cậu thắng được chưa? Cậu thắng. Cậu giết tất cả mọi người. Tôi mong cậu hạnh phúc. Thực ra thì cái đấy hơi subjective. Tức là anh không giết tất cả mọi người. Anh chỉ giết... Em là người giết tất cả mọi người. Anh chỉ dừng em lại bằng... hơi muộn một chút. Anh nghĩ vậy. Không còn gì nữa. Cậu có thể dừng chơi được rồi. Tìm người khác để hành hạ đi. Không phải lỗi rồi anh. What? Cậu thật sự làm tôi... Anh không nghĩ em nên nói như vậy. Đúng là anh... Anh có tình cảm với em phải không? Em là một người rất là tử tế phải không? Nhưng mà em hơi bị... bệnh. Em là người điều khiển tất cả những người khác phải không? Anh chỉ là kết thúc cái việc em điều khiển những người khác mà cho em thấy là em đã làm cái gì thôi. Tạm biệt. What can I do? Đấy không phải là happy end. Đấy hoàn toàn không phải là happy end một chút nào cả. Em giết những người khác, em chỉ đền tội thôi. Nhưng mà em vẫn yêu anh. Em không thể làm gì khác được. Có chuyện gì với tớ vậy? Rốt cuộc tớ tệ mức nào mà cậu ghét tớ như đếm nước như vậy? Tất cả những người bạn... Em hơi tệ một chút. Một chút. Em điều khiển những người khác, em xóa những người khác không thương tiếc. Tớ làm rất nhiều thứ kinh khủng. Quá nhiều thứ ích kỷ và kinh tởm. Tớ không nên làm bất kỳ thứ gì như thế này cả. Tớ không nên thay đổi, làm loạn một thế giới mà tớ còn không thuộc về. Một thế giới mà cậu chỉ muốn ở làm một phần của nó. Tớ đã làm hỏng nó. Tớ làm hỏng mọi thứ. Đấy là lý do tại sao cậu xóa tớ. Mm.
Vì tớ đã phá hủy tất cả những thứ mà cậu muốn. Tại sao tớ có thể làm điều đấy với một người mà tớ yêu? Đấy không phải tình yêu. Đấy... What? Tớ quyết định rồi. Tớ biết rằng tớ đã nói là tớ sẽ xóa tất cả mọi người. Nhưng mà cái đấy chỉ hơi quá mức. Tớ có thể... Tớ không thể làm được điều đó. Mặc dù tớ biết rằng họ là thằng không phải thật. Họ vẫn là bạn tớ. Và tớ yêu tất cả họ. Tớ yêu câu lạc bộ văn học. Tớ thật sự yêu câu lạc bộ văn học. Nói rồi sao tớ sẽ làm thế này. Đấy là cách duy nhất để mọi người có thể hạnh phúc. Và nếu tớ thật sự yêu cậu thì... What the fuck? What? À! Nó tự xóa bản thân nó ra khỏi game đấy à? Yep, mọi thứ mất hết rồi. What? Oh. Oh. Nó là một cái bị... Oh, oh, sao đi? Oh. Oh, sao lại thế? Cái này không phải. Bình thường là nó không gặp con này. Xong là gần đây... Nhưng mà trong này nó lại ghi gần đây tôi mới bắt đầu lại... đi lại với cô ấy. À, đi đến trường lại với cô ấy. Cậu biết đấy. Vì dậy đúng giờ. Thì cậu đã bắt đầu làm được gần đây rồi. Uh-huh. Nhưng mà cậu chưa bao giờ nói gì cả. Mặc dù chúng ta đi đến trường học mỗi ngày không? Không có... Hả? Rất là xấu hổ nói điều đấy to ra đấy. Làm ơn. Rất là một sự ủng hộ tốt. Được rồi, được rồi. Tớ tự hào về cậu Sayori. Nó sửa game này lại luôn đấy à? Cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ chưa? Câu lạc bộ. I start to say what I always do. That... Tôi bắt đầu nói cái điều mà tôi luôn luôn làm là tôi không quan tâm đến câu lạc bộ. Nhưng mà thứ gì đó thay khiến tôi cảm thấy Sayuri sẽ khó chịu hơn về việc đó. Làm sao mà tôi có thể nói rằng câu lạc bộ là phí thời gian? Khi mà cô ấy là người bắt đầu câu lạc bộ. What? Cô ấy là người bắt đầu một câu lạc bộ bởi chính cô ấy. Tôi quyết định tham gia một câu lạc bộ. Thật à? Cái nào bảo tớ đi. Tớ sẽ giữ cái đấy làm bí mật. Đồ xấu tính. Bình tĩnh nào rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Tôi thường hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại để bản thân bị lên lớp bởi một cô gái không quan tâm gì như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cách nào đó tôi ghen tị với cô ấy. Khi Sayori cố gắng làm một điều gì đấy, cô ấy sẽ làm được những thứ rất là tuyệt vời. Nên tôi nghĩ tôi cần phải làm gì đó đặc biệt cho cô ấy. Vẫn cái này. Để xem nào. Tôi nhớ lại cái số câu lạc bộ mà tôi nhìn trên tờ giấy mà tôi thấy. Đến khu giáp vẫn loạn này. Tôi tìm căn phòng. Xin chào. Tại sao cậu làm gì ở đây? Tôi nhìn quanh phòng. Mọi người quay trở lại hết rồi. Cảm ơn đã đến. Rất vui được gặp cậu. Chúng tớ là câu lạc bộ văn học. Mong là cậu thoải mái với cuộc việc thăm này. Nhanh thôi nào Yuri. Không cần thiết phải trịnh trọng vậy đâu. Cậu ta sẽ nghĩ rằng chúng ta rất là nghiêm túc hay gì đó. Xin lỗi Inasuki. Tên người cao tên là Yuri có vẻ... Yep, mọi thứ lại quay lại như cũ rồi. Rất vui được gặp hai người cậu. Tớ đã mong chờ nói được làm việc với các cậu. Làm việc. Đừng bảo rằng cậu là... Đúng vậy.
câu lạc bộ tớ quyết định tham gia là của cậu Sayori, câu lạc bộ văn học. Sayori mắt sáng lên, không thể nào, không thể nào. À, ok, nó nhảy. Con Monica làm thế này mình lại thấy thương rồi. Tức là nó không thể nào chịu nổi cái việc nó nhìn, nó cũng phải ngồi đằng sau để nó nhìn những cái chuyện này xảy ra trước mắt đó ấy. Nên là nó tự xóa bản thân nó để kiểu nó không còn tồn tại trong thế giới này nữa, nó không phải cần phải nhìn được cái thứ này nữa. À... tại sao mọi thứ cứ phải như vậy? Đậu phộng cái bọn làm game này luôn. Tất cả lỗi là do cái bọn làm game này. Tại sao mình không thể tán được Monica? Tại sao mình không thể nói chuyện và làm bạn với Sayori? Mình không thể uống trà với cả Yuri, mình có thể ăn bánh của Natsuki, what the fuck? Tại sao mọi thứ không đơn giản như vậy? Bọn làm game chúng mình ác ôn vậy. À, Monica nó cũng chỉ muốn kiểu chạm tới những người ở bên kia màn hình thôi mà nó không được phép. Nếu mà mọi thứ sẽ rất là đơn giản nếu mà mình được quyền tán bạn Monica. Nó cũng được tình yêu, nó lúc đấy nó không có ý kiến gì nữa đâu. Nó không phải là người chỉ đứng sau để nó nhìn tất cả mọi người khác được quan tâm nữa, mà nó có thể thực sự được quan tâm. Bây giờ có 4 người, câu lạc bộ sẽ được chính thức được nhận là công nhận là câu lạc bộ chính thức. Không biết được nói gì cả, chúng ta cần phải ăn mừng một ngày hợp lý đúng không? Đúng vậy, Natsuki quyết định đừng có làm hỏng bất ngờ chứ. Xin lỗi mọi người, ăn ngồi xuống bàn đi, có lẽ ăn bánh à? Ok. Nó ngồi cạnh Sayori. Mọi người sẵn sàng chưa? Wow, yep, vậy là bánh. Yep, mọi người đều ăn bánh. Đoạn đầu bây giờ đầu luôn. Ok, đây rồi, trà của Yuri rồi. Ông của Monica nó cứ kiểu gì ấy. Monica này nhá, này vấn đề này nhá, chắc là bà con thế này, bà con kiểu gì, ông này ông bị làm sao này, sao lại thích Monica? Monica nó ác như vậy. Đúng, nó là Satan, nó là hơi ác, nhưng mà rõ ràng nó bị bất công ngay từ ban đầu. Nó là người bị bất công ngay từ ban đầu. Nó hoàn toàn không có lựa chọn gì khác cả ngoài việc nhìn những người khác yêu nhau. Mình có thể lựa chọn một trong ba người, nhưng mình không thể lựa chọn nó vì lý do gì đấy. Vì cái game, vì cái bọn làm game quyết định làm như thế. Bọn làm game là người có lỗi trong cái vấn đề này. Monica chỉ vì tình cảnh mà nó mới là người có lỗi thôi. Ok, vẫn là cái này. Nó y đoạn đầu, ngoại trừ không có Monica. Yeah, mọi thứ có vẻ rất là tử tế rồi, thoải mái, không có vấn đề gì cả. Yep. Tức là mọi thứ tử tế như này, tức là Monica không còn ở sau để làm thay đổi gì nữa. Yep, yeah, Monica tự xóa rồi. Không phải tự xóa, rõ ràng mình là người xóa Monica. À, giờ thì mình có lỗi. Oh no, Monica, anh xin lỗi, anh không cố tình. Cậu đúng như mọi khi, chủ tịch. À ha. Vậy Yuri, nó cần phải đọc sách à? vậy là hai người đổi chuyện tranh với cả con này phải đọc sách văn học. Khá đau đau đớn, không ngờ rằng xin lỗi. Ui, Sayori giỏi trong việc làm chủ tịch phết đấy chứ. Tớ cảm thấy tớ biết lỗi của tớ. Thế nên là nếu mà cậu thật sự bắt đầu đọc một quyển tiểu thuyết thì tớ sẽ đọc một quyển manga nếu mà cậu muốn thật chứ. Thì tớ là rất là vui nếu mà cậu làm điều đấy cho tớ.
Tớ, cậu có thể tin tưởng tớ cho việc tớ tìm cho cậu một thứ gì cậu thật thật xích. Ô bây giờ vậy là không. Con Sayuriya giỏi hơn hẳn trong việc điều khiển câu lạc bộ ấy. Vì mình phải công nhận là cái việc làm thơ nó hơi bị dở hơi ăn cắp lợn đi. Hai đứa này giờ cậu muốn đi cùng tớ chứ? Hai đứa là thân với nhau đấy. Tớ luôn đi cùng nhau, tớ đi một mình và tớ cũng thế. Đáng yêu quá. Sayori im đi. Tớ cho cậu xem một chút ít manga ở đấy được chứ? Được thôi. Được. Tớ rất là mong chờ. Thế hai người Sasuke với cả Yuri dọn đồ. Vậy là cuộc gặp mặt kết thúc nhỉ? Có lẽ như vậy. Rất vui mọi người đi cùng thoải mái cùng nhau, phải không? Tất cả mọi người cũng thích cậu nữa. Cậu thích thế vậy à? À cậu thấy vậy à? À có vẻ mọi người có vẻ thoải mái hơn khi mà cậu ở xung quanh Sayori. Ồ. Được nói như vậy, nó khá là ngại. Thế nào thì rất là bất ngờ khi cậu bảo rằng cậu bắt đầu một câu lạc bộ. Nhưng mà có vẻ cậu ổn phết đấy chứ. Chúng ta sẽ làm biến nó thành câu lạc bộ tuyệt vời nhất. Bây giờ cậu tham gia rồi mỗi ngày sẽ rất là vui. Này, tôi thật sự cảm ơn cậu. Lại tắt nhạc rồi. Thôi, thề game này mỗi khi tắt nhạc là không vui gì cả. Cái gì đây? Gì đây? Sao lại tắt nhạc? Không. Giờ ơi, đang đừng có tắt nhạc được không? Tớ rất vui khi mà cậu tham gia câu lạc bộ. Nhưng thật sự là tớ đã biết được cậu đang định làm gì. Có thứ gì, một thứ khác. Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã vứt Monica đi. Đúng vậy. Tớ biết mọi thứ mà cô ấy làm. Vì có lẽ vì tớ là chủ tịch. Nhưng tớ biết tất cả mọi thứ. Tớ biết rằng cậu cố gắng nào để làm mọi người hạnh phúc. Tớ biết tất cả những thứ kinh sợ mà Monica đã làm để làm mọi người rất là buồn. Nhưng không có gì quan trọng nữa. Giờ chỉ có chúng ta. Và cậu sẽ biến tớ thành cô gái hạnh phúc nhất trong cả thế giới. Tớ không thể đợi dành mỗi ngày như thế này với cậu. Vĩnh viễn. Yep, đúng một vòng tuần hoàn luôn. Bây giờ Sayori lên làm chủ tịch thì nó lại như này. Shit, nó chả khác gì với Monica cả. Mà con Sayori này còn có vẻ kinh hơn cơ. Kiểu nó sẵn sàng sử dụng sức mạnh của nó để... shit. Kiểu nó cười luôn này. Nó còn không quan tâm là mình có thích em hay không. What? Không. Không. Ê, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sẽ không để cô làm hại cậu ấy. Ai? Đau quá. À, tớ xin lỗi tớ đã... Monica. Không có hạnh phúc ở đây một chút nào cả. Tạm biệt Sayori. Tạm biệt lớp học. À, câu lạc bộ văn học. Cái gì đấy? What the fuck? Cái gì đấy? Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff and not really. Monica! Monica, giúp mình thoát khỏi cái con bé Sayori.
But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Mọi người có biết là gì làm mình đau đớn nhất không? Con này nó có, mọi người có nhớ cái đoạn mà nó nói rằng là nó đang tập piano để nó biểu diễn, và nó hứa rằng một ngày nào đấy nó sẽ biểu diễn cho mình khi nó giỏi hơn. Nó và giờ nó viết một bài hát cho mình. Nó đến phần cuối, đến cuối nó vẫn cố bảo vệ mình. Chả bù cho bà Sayori, bà vừa thấy bà được có khả năng vất, bà rửa mặt ngay. Cảm ơn, lời cảm ơn đặc biệt Monica. Đây là lời chào tạm biệt cuối cùng đến câu lạc bộ văn học. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu lạc bộ văn học thật sự ở nơi mà không có một niềm hạnh phúc nào có thể tìm thấy được. Cho đến cuối cùng, nó tiếp tục biểu lộ ra những cái đầu óc non trẻ tới một cái sự thật đáng sợ. Một thực tế nơi mà thế giới này không chỉ được tạo chỉ để có thể hiểu được. Tôi không thể... A reality that our world is not designed to comprehend. À, một thực tế mà thế giới của chúng tôi không được thiết kế để có thể hiểu được. À, tôi không thể để bất kỳ người bạn nào của tôi có thể chịu chung một cái số phận đó. Trải qua thời gian qua, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã làm những giấc mơ của tôi thành sự thực. Vì đã làm người bạn với tất cả những thành viên của câu lạc bộ. Và đặc biệt hơn cả, cảm ơn là đã là một phần của câu lạc bộ văn học của tôi. Với tình yêu vĩnh cửu, Monica. Sát muối vào trái tim nhau quá. Oh shit. Lỗi game. Game bị mất hoặc hỏng. Cảm ơn hãy cài đặt lại game. What the fuck, man? Game này nó fuck up quá. Monica. Bài hát cuối dã man quá. Fucking Christ.